Trân trọng kính chào khán giả người Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình điểm tin trong ngày hôm nay là ngày thứ năm 14 tháng 3 2024. Thưa quý vị, một bản tin exclusive tức là độc quyền của hãng thông tấn Reuters ngày hôm nay cho biết là sau khi nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ uh, 2017 thì năm 2019 tổng thống Donald Trump lúc đó đã ra lệnh cho CIA tức là cơ quan tình báo của Mỹ lập một nhóm để mà phá hoại Trung Quốc trong lĩnh vực truyền thông cũng như truyền tin Cụ thể thì uh, Reuters đã phỏng vấn ba cựu giới chức CIA cho biết lúc đó là Tổng thống Trump thành lập cái nhóm nhóm này có một số người có nhiệm vụ là chuyển ra tức là tung ra những cái tin tức mà không tốt về Chủ tịch Tập Cận Bình và chính phủ của ông trong khi đưa những truyền uh, những tin tức này ra ngoài và chuyện này trước đây chưa bao giờ được nghe nói tới. À, sau đó thì à, chính phủ của ông Joe Biden lên nắm quyền thì vẫn tiếp tục cái chương trình này. À, và bây giờ không biết chương trình này có còn hay không. Và các giới chức của CE gọi là chương trình là chương trình ma. Thì bây giờ mới được à, Reuters tiết lộ qua cái sự phỏng vấn các cựu giới chức ở đây, tất nhiên là người ta à, giấu tên. Thì khi mà Reuters gọi đến CE đó thì bà Chelsea Robinson Phát ngôn viên của, cô của CIA từ chối um, giải thích về chuyện này Nhưng nói rằng các cái chuyện mà nghe lén Cũng như uh, dùng truyền thông để mà phá hoại các nước Mà gọi là đối thủ là chuyện bình thường Nhưng không nói rõ là chương trình bí mật này có hay không Nhưng vấn đề người ta đặt ra là với một cái chế độ như bên Trung Quốc Họ kiểm soát truyền thông Và tất cả mọi thứ đều được giấu kín Thì cái việc mà tuyên truyền uh, Để mà gọi là làm hại cái uy tín của chính phủ của tập cận bình cũng như là tiết lộ tin ra ngoài thì liệu nó có hiệu quả hay không thì cái điều đó là người ta không biết được nhưng mà đây lần đầu tiên người ta nghe nói đến là một cái chương trình bí mật dưới thời tổng thống donald trump uh, nhắm vào trung quốc và sau này được tổng thống joe biden tiếp tục liên quan đến phát biểu của cựu tổng thống donald trump về vấn đề an sinh xã hội và medicare thì quý vị biết cách đây vài ngày ông trump có phát biểu một cái câu rằng là ông sẽ cắt giảm ở chương trình an sinh xã hội và medicare thì uh, sau đó uh, bên ban vận động ông nói rõ là ý ông nói là cắt cái chương trình mà gọi là lãng phí nhưng mà trước khi mà bên ban vận động của ông Trump nói ra thì bên ban vận động của ông Biden đã chớp cái thời cơ này và đã tấn công ông Donald Trump và ông Biden đã nói trong cái bài diễn dẫn lại cái bài diễn văn ban liên bang hồi thứ năm tuần trước ông nói rằng là tôi sẽ không để cho cái là chính quyền Trump làm cái gì bất kỳ đụng vô cái vấn đề an sinh xã hội cũng như là Medicare và chúng ta cũng biết là trong cái chính trị Hoa Kỳ đây là vấn đề rất nhạy cảm người ta gọi là third rail politics có nghĩa là cái đường xe điện đó tôi nghĩ biết đó nó có hai cái đường ray để cho xe điện chạy ở giữa đó có đường dây điện đụng vô là dứt điện điện nó dứt chết nên người ta gọi là third rail politics là không ai được đụng một cái đường đó cả thì third rail politics trong cái thuật ngữ chính trị của Mỹ nó bao gồm các vấn đề chẳng hạn như di dân là một súng này phá thai này À, rồi vấn đề hôn nhân đồng tính vấn đề an sinh xã hội và Medicare không bao giờ đụng vô hết, đụng vô là chỉ có chết thôi. bất kỳ đời tổng thống nào đụng vô là chỉ có chết những vấn đề này thì không hiểu hôm đó ông Trump ông nói lộn thế nào sao đó thành ra ông Biden giống như được trúng số Rồi dớt liền ngay sau đó bên ban vận động Biden tung ra cái quảng cáo là tấn công Trump liền thì à, tối ngày hôm qua trả lời à, phỏng vấn của cái à, cơ quan truyền hình gọi là private news thì ông Trump có tìm cách gọi là nói rõ lại chuyện này ừ. Ông có nói là tôi sẽ không bao giờ làm bất kỳ cái gì để mà làm nguy hại hoặc làm thiệt hại chương trình an sinh xã hội cũng như Medicare. Tôi sẽ phải làm cái chuyện này ở một nơi khác, nhưng tôi sẽ không làm cái điều gì để làm hại chương trình này. Thì ông nói rõ sau khi ông phát biểu hôm trước là không có được rõ lắm. Thì ông cũng nói rõ thêm là có nhiều điều chúng ta có thể làm. Ví dụ như có nhiều cái chương trình mà chúng ta có thể cắt chẳng hạn như là lãng phí này, trong nhiều lĩnh vực nhưng mà tôi sẽ không làm bất kỳ cái gì để mà làm hại an sinh xã hội Có nghĩa là ý ông nói rằng là gì uh, Coi như tôi sẽ cắt lại nhưng mà tôi không làm hại an sinh xã hội à, Nhưng mà hôm tuần trước cách đây mấy ngày thì đúng hơn uh, Khi mà ông trả lời trên uh, cái chương trình Square Box của đài CNBC uh, Thì ông nói là ông sẽ cắt uh, thành thử ra Bị ông Biden dớt trong cú nặng nó uh, thành ra bây giờ phải coi như là tính chính à. Rồi bây giờ cũng liên quan đến ông Trump ông Biden à, Chúng ta biết là sắp sửa tới đây vào ngày 5 tháng 11 sắp cuộc bầu cử tổng thống, gần như chắc chắn là hai ông này sẽ tái đấu, trừ khi có một trong hai ông hoặc cả hai ông gọi là ra đi là bất ngờ đó, bởi vì mấy ông đời một ông là U80, ông U90 rồi mà thời tiết như vậy thì chúng ta không biết được, nhưng nói chung hai ông sẽ gặp nhau. Đó. Thì thường thường theo truyền thống của nước Mỹ là sẽ có những cuộc tranh luận à, giữa các ứng cử viên. Chúng ta thấy ngay cả trong uh, sơ bộ cũng có chứ, chứ đừng nói chỉ là tới Trung cuộc. Nhưng mà vấn đề hiện nay người ta đang thắc mắc là liệu những cái cuộc tranh luận giữa ông Trump và ông Biden có diễn ra hay không? Đó. Bởi vì vừa rồi trong bầu sơ bộ đó thì ông Trump ông từ chối tất cả các cuộc tranh luận trong Đảng Cộng Hòa. Thì bây giờ ông nói là tôi sẵn sàng chơi với ông Biden. Đấy. <laughs> ông nói là tôi sẵn, ông viết trên chút social là tôi sẵn sàng tranh luận với ông ta bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu và bất kỳ chỗ nào. Anytime, anywhere, any place. Đó là lời ông Trump nói như thế. Uhm về phía ông Biden sau khi nghe cái chuyện này tuần trước thì ông nói là ồ oh, chuyện nhỏ chuyện nhỏ nhưng mà chuyện này là tùy theo cái cách cư xử của ông Trump <laughs> ông nói, tùy theo the former president behavior tức là ý ông nói là hey, ông có nói chuyện đàng hoàng tôi có tranh luận ông trong lên tranh luận ông cướp lời tôi hay thầy kia các thứ hay là ông nói bậy nữa bạn tôi đâu có chịu đó Thành ra cho tới bây giờ thì thưa quý vị có vẻ như ông Biden chưa có chắc chắn là có chịu tranh luận với ông Trump hay không. Trong khi ông Trump thì sẵn sàng. đó Và nếu mà hai ông mà không có tranh luận thì thưa quý vị cái này nó sẽ là cái chuyện kinh khủng xảy ra lần đầu tiên. Trong 50 năm mà không có một cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên trước ngày bầu cử. Đó. Thì bên phía đảng Dân Chủ đó, cái ông James Demers là một người chiến lược gia của đảng Dân Chủ nói rằng là Tôi nghĩ rằng những người bên đảng Cộng Hòa nên có thể là đề cử bất kỳ ai nhưng đừng đề cử ông Trump. Thì có thể là chúng ta có <laughs> tranh đoạn được. đó Thì coi như là tình hình này cho đến giờ phút này thưa quý vị chưa biết nó đi về đâu. Và nếu mà chúng ta thấy trong những ngày tới mà không có tranh luận thì điều đó cũng đừng có ngạc nhiên. Liên quan đến chuyện 95 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine, Israel, Đài Loan và các nước khác mà Thượng viện đã thông qua bây giờ đang kẹt tại Hạ viện. Thì ngày hôm nay tin tức của tờ The Hill cho biết là Thượng nghị sĩ Mitch McConnell của Đảng Cộng Hòa tiểu bang Kentucky là trưởng khối thiểu số của Đảng ở tại Thượng viện bắt đầu gây áp lực với ông Mike Johnson Chủ tịch Hạ viện bên Đảng Cộng Hòa chúng ta biết là ông Johnson cho nhà phút này vẫn chưa đưa cái gì là lật này ra để bỏ phiếu và ngày hôm nay ở trong cái buổi mà nói chuyện ở tại thư viện quốc hội giữa cả bên lưỡng viện quốc hội ở à, bên cộng hòa cả các thượng nghị sĩ cũng như là dân biểu thì ông Mike Johnson có vẻ như là đang có một số cái thay đổi, à, nhưng mà ông nói là rất sức là cẩn thận. Ông nói rằng là bên hạ viện có thể gửi lại qua một cái dự luật khác cho thượng viện để xem xét. Trong đó thì chưa có gì bảo đảm, nhưng ông Johnson đề nghị uh, có những bật đèn xanh gợi ý có thể là các khoản viện trợ này là các khoản viện trợ là cho vay thay vì là cho không. À, theo cái đề nghị của một số thượng nghị sĩ của một số dân biểu hoặc là có thể theo cái đề nghị của dân biểu Michael McCaul của đảng Cộng hòa tiểu bang Texas là nếu mà đưa số tiền này thì có thể tịch thu một số tài sản của nga rồi bán cái này đi rồi lấy cái tiền đưa cho Ukraine đó là hai cái đề nghị mà ông Mike Johnson có thể đưa ra trong cái bản dự thảo của Hạ viện. Mà nếu đưa qua thượng viện và đồng ý thì có thể thông qua cái này tuy nhiên trong cái uh, gọi là cái gợi ý này thì ông mike johnson không hề đề cập đến vấn đề di trú trong đó một cái điểm quan trọng là ông muốn là ông biden phải thực hiện lại cái chính sách giống như cũng Trump trước đây đó là những di dân bất hợp pháp đi vào mỹ sau khi được hẹn ngày trở lại tòa đó để xem xét thì quý vị không được ở mỹ mà phải qua bên mexico ở đó tức là gọi là cái chính sách gọi là remain in mexico thì hiện nay ông Biden không làm cái chuyện đó được bởi vì là Mexico chưa chịu à, trước đây Mexico chịu mà bây giờ Mexico đổi ý thì cái đó nếu mà theo đúng là mà đề nghị thì ông Biden phải làm việc với lại tổng thống là uh, Larrado của Mexico để đạt chuyện đó nhưng mà hiện nay thì chưa thấy ông Mike Johnson đưa cái chuyện này vô thành ra có thể trong những ngày tới là có một số thay đổi tức là cái số tiền mà 95 tỷ có thể được điều chỉnh không phải 95 tỷ đâu nhưng mà có thể là một dạng cho vay rồi trả lại hoặc là lấy những cái tài sản tịch thu của Nga bán đi và dùng cái đó đưa cho bên Ukraine sang qua tình hình Việt Nam thì chắc quý vị nhớ là cách đây vài ngày tôi có đưa tin quý vị là ở Hà Nội thấy cái hiện tượng hai mặt trời và nhiều người lo ngại là có một rừng có hai cọp ha à, thì ngày hôm nay 14 tháng 3 lại hiện tượng này lại xảy ra tiếp tục ở tại tỉnh Quảng Ngãi à, theo báo dân trí cho biết hình ảnh hai mặt trời được anh Lê Văn Tuấn Chú tại thành phố Quảng Ngãi ghi lại và đăng tải trên Facebook cá nhân. Anh Tuấn cho biết hình ảnh này xuất hiện vào sáng nay 14 tháng 3 anh ghi được khi đang đứng ở khu đô thị VSIP ở Quảng Ngãi. Hiện tượng hai mặt trời diễn ra từ lúc 5 giờ 30 sáng đến 6 giờ 30 sáng nay. Hình ảnh rõ nét nhất xuất hiện vào khoảng 6 giờ sáng. Thời điểm đó anh Tuấn nhận thấy mặt trời khá to rõ nét. Tuy nhiên bên cạnh đó có một quần sáng mờ mờ giống như mặt trời thứ hai. Quần sáng này nhỏ hơn và mờ hơn nhưng mà có ý kiến cho rằng hiện tượng này là do ống kính chụp hình bị khúc xạ hoặc dính bẩn gây ra. Anh Tuấn khẳng định anh đã nhìn thấy hiện tượng này bằng mắt thường thấy lạ nên sau đó dùng điện thoại ghi lại và anh cho biết lúc đầu hình ảnh còn mờ mờ nhưng sau đó rõ dần một quần sáng thứ hai giống hệt như mặt trời xuất hiện rất rõ. Lúc đó tôi mới dùng điện thoại ghi lại nên không thể nói là do camera máy ảnh. Đó là anh Tuấn nói như thế. Anh Tuấn cũng nói thêm qua theo dõi báo chí anh thấy hiện tượng này giống hệt hiện tượng hai mặt trời xuất hiện ở bầu trời Hà Nội hôm 11 tháng 2 tức là cách đây 3 ngày thì đây là một hiện tượng hiếm gặp chứ không có gì kỳ bí anh Tuấn nói như vậy thì uh, mới theo 11 tháng 2 hiện tượng này xảy ra Hà Nội làm gây xôn xao cộng đồng mạng các chuyên gia khí tượng lý giải hiện tượng này xuất hiện do sự khúc xạ và tán xạ ánh sáng trong khí quyển điều này sẽ tạo ảo ảnh của mặt trời khi gặp điều kiện phù hợp tuy nhiên nhiều người cho rằng cái chuyện này về mặt tâm linh cũng rất hiếm khi xảy ra mà mặt về mặt kỹ thuật luôn cũng rất hiếm khi xảy ra nhưng mà, mà tâm linh người ta lo lắm là lành ít dữ nhiều. Cũng trong ngày hôm nay 14 tháng 3 thưa quý vị là kỷ niệm 36 năm cái ngày mà quân đội Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Trường Sa và làm cho 64 lính Việt Nam bị thiệt mạng và hy sinh người ta gọi là liệt sĩ. Thì ngày hôm nay ở ba nơi là Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Bình đã tổ chức các lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ. Đặc biệt là tại Đà Nẵng có sự hiện diện của bà Lê Thị Lam 82 tuổi ngồi xe lăn đến dự lễ tưởng niệm người con trai là Nguyễn Hữu Lộc và bà Trần Thị Huệ 82 tuổi có người con trai là Lê Thế Lê Thế hai người đã hy sinh uh, năm 1988 trong số 64 người tử trận thì uh, hai người này Nguyễn Hữu Lộc và Lê Thế là trong số cán bộ chiến sĩ hải quân ra quần đảo Trường Sa năm 88 trong bối cảnh Trung Quốc liên tục chiếm đóng trái phép các bãi đá chủ quyền Việt Nam rạng sáng ngày 14 tháng 3 năm 88 khi bộ đội Việt Nam đang chuyển vật liệu lên bãi Gạc Ma thì phía Trung Quốc đưa nhiều tàu chiến cùng binh lính đến cướp cờ và giết hại chiến sĩ. 64 chiến sĩ Việt Nam hy sinh, 9 người bị bắt, tàu HQ 604 và HQ 605 bị bắn chìm. Tàu HQ 505 bị bắn cháy, lao hết tốc lực lên bãi, trở thành cột mốc sống bảo vệ chủ quyền đảo Colin Việt Nam giữ được Colin Linh, Dao còn Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm trái pháp cho đến nay. Thì có mặt tại lễ tưởng niệm đại tá hoàng duy lập nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn công binh 83 nay là lữ đoàn 83 cho biết là lúc đó đơn vị của ông có 26 cán bộ và binh sĩ bị hy sinh thì à, ông cũng nói là chúng tôi mong ngày 14 tháng 3 hàng năm là ngày tưởng nhớ 64 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền Trường Sa thiêng liêng tổ quốc à, cùng lúc thì tại khu tưởng niệm liệt sĩ gạc ma huyện cam lâm tỉnh khánh hòa cũng diễn ra lễ tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo cách đây 36 năm thì ở đây có thiếu tá trần thị thủy là con gái của liệt sĩ trần văn phương bây giờ cô này cũng là trong binh sĩ hải quân đóng ở cam ranh thì uh, liệt sĩ trần văn phương cũng hy sinh ở đảo gạc ma năm 88 năm nào cô này cũng nghỉ để đến tưởng niệm cha mình uh, một số người cho rằng điều này là tốt nhưng mà cũng nên tưởng niệm 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh ở đảo Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974. À, nếu mà làm được như vậy thì nó đề hề hơn và nó tốt hơn. Đó à cũng trong ngày này thưa quý vị Việt Nam đã chính thức lên tiếng nhắc nhở Trung Quốc vấn đề chủ quyền Việt Nam ở vịnh Bắc Bộ mà ngày hôm qua tôi có đưa tin là Trung Quốc đã ngang nhiên vẽ ra cái đường cơ sở mới để mà có thể nói là chiếm cái chủ quyền của Việt Nam vịnh Bắc Bộ thì sáng ngày hôm nay bà Phạm Thu Hằng người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã lên tiếng nhắc nhở chuyện này theo bà cho biết Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và tuân thủ hiệp định về hiệp định về phân định lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước trong vị Bắc Bộ ký năm 2000, cũng như Công ước Liên hợp Quốc về luật biển Euclid 1982. Rồi bà cũng cho biết thêm là uh, khi uh, Việt Nam bảo lưu quyền và hợp pháp lợi ích của mình theo luật pháp quốc tế, cũng như quan điểm đã nêu lại tuyên bố ngày 6 tháng 6 1996 của Chính phủ Việt Nam liên quan đến tuyên bố ngày 15 tháng 5 1996 của Chính phủ Trung Quốc, công bố đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Trung Quốc. Bà Hằng cũng cho biết thêm là Việt Nam đã và sẽ tiếp tục trao đổi quan điểm với Trung Quốc về vấn đề này trên tinh thần hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. À, bà cũng cho biết thêm là Việt Nam cho rằng các quốc gia ven biển cần tuân thủ UNCLOS 1982 khi xác định đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải bảo đảm không ảnh hưởng đến các quyền lợi lợi ích hợp pháp các quốc gia khác, bao gồm quyền tự do hàng hải, quyền quá cảnh qua các eo biển sử dụng trang hải quốc tế và phù hợp với UNCLOS 19 tầm hai. Thì chúng ta biết là Trung Quốc đã coi như đưa ra 7 cái điểm ở bên phía bờ của họ và khi nối 7 cái điểm này lại thì coi như là nó giao với nhau thành một đường cơ sở mới và họ tuyên bố lãnh hải của họ nó lấn qua cái vùng biển Bắc Bộ của Việt Nam. Thì như vậy trong cùng một ngày 14 tháng 3 nhân dịp mà đánh dấu tưởng niệm 64 binh sĩ hy sinh ở Trường Sa Việt Nam cũng lên tiếng vấn đề này với Trung Quốc trong vấn đề mà chủ quyền và cuối cùng thưa quý vị Ngày hôm nay xảy ra một chuyện Có thể nói là hiếm có Đó là tại một tòa án liên bang Ở Florida Một vị tranh án cho chính cựu tổng thống Donald Trump bổ nhiệm đã bác bỏ yêu cầu của ông Hủy bỏ cái truy tố Là ông bị tố cáo Ăn cắp hồ sơ mật Đem về nhà Malago Đó là tranh án Eileen Cannon Bà đã bác bỏ cái đề nghị của luật sư ông Trump Mà điểm đặc biệt là ông Trump có mặt tại tòa ngày hôm nay luôn Và cả ông Jack Smith là công tố viên liên bang thì bên phía ông Trump đưa ra hai cái điều khoản yêu cầu hủy bỏ cái truy tố này Họ nói rằng vì là cái điều khoản này mà áp dụng vào cái luật mà gọi là gián điệp Nó mơ hồ lắm, nó không có rõ ràng Thì bà Alien Cannon bà nghe bà bảo không Cái này mấy anh nói vậy là cũng, nó cũng mơ hồ luôn anh à. bảo này nó mơ hồ, thì nó cũng mơ hồ luôn à. Thành ra bà không chịu, bà bảo là tôi không đồng ý các anh có quyền khiếu nại trở lại và tôi để cho cái chuyện này nếu các anh khiếu nại được thì chúng tôi sẽ xử tiếp còn không thì bà sẽ chưa có định ngày nhưng mà sẽ chọn bồi thẩm đoàn để mà xét xử vụ này thì bà nói rằng là các anh bảo mơ hồ nhưng mà các anh cũng không có chứng minh được gì luôn thì trong đó luật sư của ông Trump á, là ông Elmiro đó nói rằng là khi mà anh áp dụng cái này bảo đây là hồ sơ mật nhưng mà nó đã được giải mật rồi Thế thì bà Kennan mới hỏi giải mật khi nào? À, thì luật sư của ông Trump bảo là Khi mà ông mang ra khỏi Tòa Bạch Ốc tức là ông quyết định giải mật <laughs> Nói buồn cười quá bà hỏi nè Khi nào được giải mật? Thì uh, luật sư nói là Ông Trump đã giải mật khi ông quyết định mang ra khỏi Tòa Bạch Ốc Thế bà mới hỏi Thế thì anh định nghĩa giải mật có nghĩa là gì? What is your definition? definition of unauthorized à, thì ông luật sư Bauer nói này tôi không có thưa tranh án tôi không có cái định nghĩa ở đây à, nhưng mà đó chính là cái điều mà ha à, nó vi phạm hiến pháp vì nó mơ hồ tức là <laughs> ông luật sư bảo khi mà ông Trump muốn mang ra khỏi tại ốc tức là ông quyết định giải mặt thế bạn mới hỏi thế anh định nghĩa gì giải mặt à, bắt đầu bà hỏi gì? giải mật khi nào ông bảo khi mang ra tức là ông quyết định giải mặt trong đầu ngay vậy như vậy thì anh chắc anh định nghĩa còn dài mật như nào thì ông luật sư cũng bảo tôi không có định nghĩa đó đấy chính vì vậy mà nó mới mơ hồ ha, bà bảo, thôi chẳng độ ông đừng nói tào lao ha. đi về tôi không đồng ý và bà nói rằng là không thể nào mà dùng cái là anh định nghĩa mơ hồ bảo là không có định nghĩa nó mơ hồ mà bảo rằng là cái này nó mơ hồ thì bà quyết định là không tức là để cho à, cái vụ án này tiếp tục và bên phía trâm có quyền khiếu nại một lần nữa rồi ra tòa tính sau coi như ngày hôm nay qua Ông Trump được thắng lợi nho nhỏ là được cái tòa ở tại Georgia bớt đi ba tội trong cái vụ mà ông gọi cú điện thoại Tới ông Ralph Rassenberger lúc đó là và sau này hiện nay luôn là bộ trưởng hành tránh của tiểu bang Georgia Sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 kêu ông này kiếm cho gần 11.000 phiếu <laughs> để mà thế ô số phiếu của Biden đó. Thì vụ đó là bị truy tố ở Fulton County ở Georgia thì ngày hôm qua tranh án coffee đó là có thể bớt trong ba thổ coi như chiến thắng lớn nhưng mà ngày hôm nay coi như thua mà cái khổ ấy, cái kẹt cái hơi bị quê cái chỗ là bà canin bà bà canin Ailin kenan là bà này được ông trâm bổ nhiệm được thượng viện chuẩn thuận thì được coi như là cánh án phe ta mà hôm nay ông trâm có mặt tại ta bà coi không ra gì bà lại bác cái đó à, thì tôi gọi phe ta là đúng là bởi vì ông trâm tuyên bố mà tôi bổ nhiệm người của tôi vô mà mất có lợi cho tôi và quý vị ông, ông không giấu chuyện đó à, nhưng mà thưa quý vị các cái án này bảo chính vì ông nói như vậy mà nhiều khi kẹt chúng tôi phải làm theo đúng luật thành ra hôm nay có thể gọi là một thất bại nhỏ nhỏ trong tâm tôi đứng trong tòa mà nó dám bác của tôi <laughs> buồn cười thì câu chuyện như vậy trình bày cho quý vị nghe cho nó vui cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình hôm nay chúng tôi xin hẹn quý vị những kỳ sau